HB Shop thân chào các bạn. Hôm nay shop về được một cái dòng All-in-One của Toshiba. Màn hình 23 inch nha các bạn, LED nha. Thì cấu hình của máy này là i5. Đây. Đây là dòng i5 2430M, RAM 4GB và ổ cứng là 500GB. Đây các bạn. Đây Redis của nó đây, system của nó. Và đây là cái display. Xài cái HD gấp feed 3000. Xe battery của nó là 1.5GB nha các bạn. Full HD 1920x1080. Tích hợp đầy đủ các cổng nha, HDMI, Webcam cho hình ảnh rất là rõ nét, mic, mic thu âm thanh rất là lớn, màn sáng đẹp, màn hình 23 inch. Nó như một cái TV thôi các bạn. Đây mình quay sơ các bạn xem nha. Đây một bộ nó đây, nhỏ gọn, xài adapter, các bạn chỉ gắn adapter nguồn và bằng phím chuột là sử dụng. Các bạn có thể nâng cấp lên SSD hoặc là gắn thêm RAM của nó là ok nha các bạn. Đó. Nhỏ gọn về đây. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nha. Đây các bạn nghe thử âm thanh của nó nè, mình mở lớn nó nè. Âm thanh khá là hay các bạn. Xin chào các bạn nha.